Hi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video clip của tôi. Ngày hôm nay thì trước mặt anh em là một cái bao da rất là đẹp dành cho chiếc vật tụ Ascent. Nhưng mà hôm nay sẽ không có review cái chiếc bao da này đâu. Mà ngày hôm nay tôi sẽ gửi tới tất cả anh em một đoạn trên tay một cái chiếc điện thoại Ascent mà tôi cảm thấy nó rất đặc biệt. Anh em chờ tôi một chút xíu. Ngày hôm nay thì tôi mang tới đây cho tất cả anh em một cái màn review một cái chiếc Ascent, đó là Ascent TI phiên bản Silver. Đây thì trước mặt anh em là một chiếc Silver. Đó, thì anh em có thể quan sát chiếc này thì tầm 96-97%. Da của nó là da zin màu xám. Đây, tôi quay bằng điện thoại nên nó không lên được cái màu xám. Màu ở ngoài nó rất là đẹp luôn. Chiếc này thì đã bán rồi, nhưng mà tôi quay cho anh em cùng xem. Thì đấy, anh em có thể quan sát. Các bạn lưu ý một chút xíu, đó là khi mà mua hàng với Lam thì Lam luôn luôn nói rõ những cái tình trạng, ví dụ như máy thay da rồi hoặc là máy zin hay là như thế nào thì Lam sẽ nói luôn để cho anh em chúng ta dễ làm việc. Đấy, thì cái con máy này là con nguyên bản nên nó sẽ đắt hơn một chút xíu, với lại nó là bản Silver nữa. Đó, thì anh em có thể quan sát máy nó cũng rất là đẹp nha, tại vì cái khung của nó là cái khung gọi là thép không gỉ và nó giống kiểu titan. Đó, nên là nó rất là chắc chắn, nó rất là đậm tay, rất là nặng tay, và nó có cái gì đó nó rất là manly. Cái con là nó rất là manly luôn. Đó, cực kỳ manly. Đấy, mở đây anh em thấy chớp chớp này là không phải nó bị làm sao đâu nhá, là do mình dùng cái ống kính camera mình chiếu vào màn hình nên nó mới bị như thế thôi, chứ nó không bị gì đâu. Nên nhiều anh em thắc mắc không có việc gì hết. Nó do cái ống kính camera. Ok, làm sẽ mở tất cả anh em nghe cái bản nhạc chuông huyền thoại. Em mở bản nhạc chuông. Đây, nó rất là to, cực kỳ to luôn. Tôi đang ở ngoài trời mà nghe nó rất là to và rung nó rất là mạnh, rung rất mạnh và loa rất to, rung rất to. Đó. Ok. Đó, thì cái dòng Ascent này ấy, nó lâu nay thì làm những cái dòng như là Ascent, iStar, Quest thì Signature S thì nó quá là đắt tiền nên là tôi cũng hơi ít làm một tí. Nhưng mà tôi chủ yếu làm những dòng tầm trung. Thì nếu anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ để chúng ta có thể giao lưu mua bán. Đấy. Trên một cái quan điểm vui vẻ. Đấy, thì tôi cũng nói luôn cho tất cả anh em biết là những cái dòng điện thoại như thế này thì nó chỉ có nghe và gọi thôi. Cơ bản là chỉ có nghe và gọi. Nên là khi mà chúng ta mua bán với nhau thì cái điều quan trọng nhất là nó phải nghe gọi tốt. Đó là cái điều mà chúng ta quan tâm. Đấy, tại vì chúng ta mua một cái vật tu thì tôi cũng nói luôn với anh em luôn là cái linh kiện của những cái thằng này nó rất là đắt. Và linh kiện nó làm nên một chiếc máy nó vốn nó cũng đắt rồi. Đó, làm ở titan, nào là sapphire, nào là gốm ceramic các thứ thì nó cũng đắt. Nên là cái việc mà anh em hỏi là nó có xịn không, có ngon không thì thực sự là Lam cũng không thể biết giải thích với anh em cái gì hơn nữa. Mà tôi cứ hay nói với tất cả anh em là nó là Vertu chứ nó không phải là Nokia. Đấy, vừa nói vui mà cũng vừa nói thật, nó là điện thoại Vertu. Tức là tất cả những cái thứ mà ở trên con máy đó toàn là những phụ kiện rất là đắt tiền, kể cả cục pin zin cũng đến cả triệu bạc. Đấy, nên anh em cứ yên tâm thôi. Đấy, còn cái vấn đề mà chúng ta chơi trên một chiếc máy ấy, thì chúng ta chỉ cần quan tâm là thứ nhất, làm không làm những cái chiếc mà main bị sửa chữa. Thật ra thì cũng ví dụ như cũng có một số trường hợp, ví dụ những cái con máy mà nó bất thình lình nó bị lỗi thì ví dụ như sửa lại, thì trong cái bài viết, cái bài đăng của Lam cũng sẽ nói cho anh em biết là nó sửa cái gì thì chúng ta mới dễ làm việc với nhau. Đấy, cho nó dễ. Tại vì cơ bản là như thế này nữa. Trong một số trường hợp khách hàng sử dụng thì không may nó bị lỗi trục trặc gì. Đấy, thì cái chuyện Lam cũng nói luôn, đó là cái hàng điện tử ấy, anh em cũng biết rồi. Tuy là Vertu thì nó xịn thật, nhưng mà con người chúng ta còn già đi nữa chứ đừng nói là cái điện thoại. Thì trong cái quá trình mà nó dùng cả chục năm trời hoặc hơn chục năm trời thì chắc chắn là cái chiếc máy nó cũng sẽ bị hao mòn đi, nó cũng sẽ bị thỉnh thoảng nó bị trục trặc, hay là tôi cứ hay nói vui vui là nó bị điên điên ấy. Thì anh em không sao cả, anh em cứ bình tĩnh, anh em hãy điện thoại cho tôi để tôi xử lý tất cả anh em, không có gì mà phải lấn cấn lắm. Tại vì khi mà chúng ta mà đã chơi đến cái dòng mà tôi gọi là dòng đắt tiền, tại vì nó hoàn toàn đúng, dùng từ đắt tiền là hoàn toàn đúng. Tại vì với một cái chiếc máy chỉ có nghe gọi như thế này mà nó đắt bằng một con iPhone Pro Max bây giờ thì đó là một sản phẩm đắt tiền chứ không hề rẻ tiền một tí nào. Những cái con như thế này nó cũng hai mấy,
có những con Ascend TI Ferrari nó lên đến 30 mấy triệu đồng, gần 40 triệu đồng. Nó cũng là một số tiền rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Nên là khi mà không may mà anh em bị trục trặc vấn đề gì thì anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ nhấc điện thoại lên, nhắn tin, làm sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình. Đấy, và hỗ trợ hết mức cho tất cả anh em. Ok, vừa rồi là chúng ta cùng chiêm ngưỡng một cái chiếc TI màu xám gray rất là đẹp nha anh em. Nếu ai có nhu cầu ấy, thì đợt này Lam cũng làm chuyên về những cái dòng này. Nên nếu ai có nhu cầu chơi thì anh em cứ liên hệ nhé, Lam sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Đó, hỗ trợ anh em hết mức luôn. Rất là đẹp, con máy rất đầm tay và rất nặng tay, cầm nó rất chắc chắn và nó rất là manly. Đó, nếu ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại là Lam niêm yết 0866079981. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin cảm ơn.